Bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn Channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 27 tháng 10 năm 2023. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Thứ sáu lại đến rồi quý vị ơi và chiều ngày hôm nay, Lộc và Loan sẽ có một buổi livestream nho nhỏ để gặp gỡ quý vị. Những bài hát về Halloween hả Lộc? Chắc vậy quá. <laughs> à, <Halloween. cười> những bài hát về tình yêu đi. À, cũng là mùa thu. Ừ. À, hồi mấy tuần trước thì Lan Lộc thấy quý vị à, cũng có yêu cầu những bài hát của những nhạc sĩ mà bài hát về mùa thu, đó quý vị thì à, quý vị hãy yêu cầu Lan Lộc những bài hát về mùa thu à, tình yêu. quý vị hãy yêu cầu Lộc Loan sẽ gặp gỡ quý vị vào chiều nay 6 giờ giờ California và sau bản tin chính, có mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Brazil nghiên cứu sản xuất vaccine chống nghiện cocaine nhà ở cho sinh viên là thị trường địa ốc phục hồi tốt nhất ở Hoa Kỳ. Sư tử núi tấn công người đi bộ và chó trong Solstice Canyon ở Malibu, California. Nghi phạm sát hại thẩm phán ở Maryland được phát hiện đã thiệt mạng. Muốn ly hôn và thừa hưởng tiền bảo hiểm nửa triệu đô la, bác sĩ đầu độc vợ. Nhân chứng kể lại đêm kinh hoàng trong vụ xả súng khiến hàng chục người thương vong ở Maine cảnh sát về bắt ngôi nhà nghi ngờ nơi kẻ xả súng cư trú. Trả tiền bằng 3 tấn tiền xu chở đến công ty đã bị thẩm phán chỉ trích là ác ý và là thái độ xấu. Trước vụ xả súng ở Lewiston, tiểu bang Maine đã thông qua luật nhằm ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Larry Elder bỏ cuộc dành sự ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump. SeaWorld San Diego thông báo bỏ phiếu công khai về việc đặt tên cho chú chim cánh cục hoàng đế quý hiếm của mình. Chuyến công du Hoa Kỳ gây chú ý của Ngoại trưởng Trung Quốc. Các nhà phê bình đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã cho phép Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đến thăm Liên Hiệp Quốc, máu của người Mỹ trên tay của ông ấy. Các mối đe dọa cho binh sĩ gia tăng, quân đội Hoa Kỳ mở rộng giám sát Trung Đông. Trung Quốc đưa phi hành đoàn trẻ chưa từng có vào vũ trụ. Triều Tiên cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza, gọi Hoa Kỳ là đồng phạm. Nga khoe đã thao dược dội bom nguyên tử, mức độ lớn chưa từng có. Hoa Kỳ công bố gói giúp đỡ an ninh trị giá 150 triệu đô la cho Ukraine. Đe dọa đánh bom ở phi trường Euro Airport ở Paso, Thụy Sĩ. Qatar tuyên bố tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ Tin Việt Nam, hãng hàng không Vietjet cầu cứu chính quyền vụ bị tịch thu 4 phi cơ. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, Brazil nghiên cứu sản xuất vaccine chống nghiện cocaine. Các nhà khoa học Brazil, quốc gia tiêu thụ cocaine lớn thứ hai trên thế giới, đã công bố nghiên cứu một phương pháp mới chống nghiện cocaine, đó là vaccine, với tên gọi Calis Coca, Loại vaccine được thử nghiệm đã cho kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật khi thấy được phản ứng miễn dịch ngăn chặn cocaine và crack, chất tinh thể của cocaine đến não. Điều này mang lại hy vọng cho những nhà nghiên cứu giúp cho người sử dụng phá vỡ sự nghiện ngập hay nói một cách đơn giản, người nghiện sẽ không còn phê thuốc nữa. Nếu phương pháp điều trị này được các cục quản lý phê duyệt, thì đây sẽ là lần đầu tiên vaccine được sử dụng để điều trị chứng nghiện cocaine. Nghiên cứu này vào tuần trước đã giành được giải thưởng cao nhất, 530.000 đô la tại giải thưởng đổi mới y tế Euro dành cho y học châu Mỹ Latin. Theo cục phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc, các nghiên cứu tương tự đã được thực hiện tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ cocaine hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên thì các dự án tại Mỹ đã bị đình trệ khi các thử nghiệm không chứng minh được kết quả đầy đủ. Caliscoca cho đến nay đã chứng minh là có tính hiệu quả khi thử nghiệm trên động vật, tạo ra lượng kháng thể đáng kể chống lại cocaine và ít tác dụng phụ. Vaccine này sẽ sớm được đưa vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, đó là thử nghiệm trên con người. Nhà ở cho sinh viên là thị trường địa ốc phục hồi tốt nhất ở Hoa Kỳ Blackstone là chủ sở hữu địa ốc thương mại lớn nhất thế giới đang đặt cược vào thị trường nhà ở cho sinh viên thuê khi nhu cầu của thị trường này tăng cao trên toàn thế giới, theo CNBC kathleen mccarthy đồng giám đốc toàn cầu của blackstone cho biết trong phát biểu tại hội nghị delivering alpha của cnbc tôi nghĩ nhà ở cho sinh viên là thị trường có cơ hội đặc biệt nhất để tạo ra nguồn tiền mặt mạnh mẽ cho chúng ta và các nhà đầu tư của chúng ta trong bối cảnh nhiều trường đại học tìm kiếm nhà ở để đáp ứng nhu cầu cư trú cho số lượng sinh viên đang tăng lên. Bà nhấn mạnh việc mua lại American Campus Communities, một tập đoàn cung cấp nhà ở cho sinh viên vào năm ngoái, là một cách để cho Blackstone kết hợp với các trường đại học để làm tăng nguồn cung cấp nhà ở sinh viên trong bối cảnh đang thiếu hụt. Bà nói thêm, Blackstone cũng tập trung vào lĩnh vực nhà cho thuê vì nó cho thấy khả năng phục hồi rất cao. Cùng với nhà ở sinh viên, bà McCarthy cũng đã nhấn mạnh trung tâm dữ liệu và kho hàng để chứa hàng cũng là những lĩnh vực địa ốc quan trọng khác khi trí tự nhân tạo bùng nổ và người tiêu dùng mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Sư tử núi tấn công người đi bộ và chó trong Solstead Canyon ở Malibu, California. Solstead Canyon ở Malibu đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Năm sau khi có vụ một con sư tử núi tấn công người đi bộ đường dài và con chó của họ. Theo nhà chức trách, nạn nhân đang dắt chó đi dạo vào ngày thứ ba thì bị con sư tử núi tấn công cả hai nạn nhân đã cố gắng chống trả nhưng cuối cùng bị một vết xước và vết lũng ở tay may mắn thay người đó chỉ bị thương nhẹ và con chó không bị thương cục an toàn công cộng Malibu đã thông báo trên tài khoản X nghi phạm sát hại thẩm phán ở Maryland được phát hiện đã thiệt mạng nhà chức trách Thi thể của nghi phạm Petro Agot đã được tìm thấy vào sáng ngày thứ năm trong một cuộc tìm kiếm tại khu vực nhiều cây cối rậm rạp ở Williamsport, Maryland. Các quan chức cho biết, thi thể của người đàn ông bị cáo buộc bắn chết thẩm phán Andrew Wilkinson trên đường lái xe vào nhà của ông ở Maryland đã được phát hiện và kết thúc cuộc truy lùng kéo dài một tuần lễ. Pedro Agot 49 tuổi, đã bỏ trốn kể từ vụ bắn Wilkinson vào ngày 19 tháng 10, một thẩm phán của tòa án ở quận Washington. Người vài giờ trước đó đã ra phán quyết chống lại Ergo trong một cuộc tranh chấp quyền nuôi con liên quan đến người vợ của anh ấy. Cảnh sát trưởng Washington Brian Albert nói trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Năm, Cộng đồng quận Washington có thể dễ thở hơn một chút vào chiều nay. Thi thể của Agat được tìm thấy trong một khu vực nhiều cây cối rậm rạp cách chiếc xe SUV Mercedes-Benz mà được tìm thấy vào hôm thứ Bảy khoảng một dặm về phía tây bắc. Cảnh sát Hoa Kỳ đã treo giải thưởng lên đến 10.000 đô la cho những lời khuyên dẫn đến việc bắt giữ anh ta. Muốn ly hôn và thừa hưởng tiền bảo hiểm nửa triệu đô la, bác sĩ đầu độc vợ. Bác sĩ là nhà chuyên môn trong lĩnh vực chất độc đã bị buộc tội giết vợ bằng cách bỏ độc vào đồ uống. Theo hãng tin CNN, Connor Bowman, 30 tuổi, ở thành phố Rochester, tiểu bang Minnesota của Mỹ, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 10, bị buộc tội giết người cấp độ 2 liên quan đến cái chết của người vợ là Betty Bowman, 32 tuổi. Tuyên bố từ Sở Cảnh sát Rochester cho biết, Betty được đưa tới phòng cấp cứu tại Bệnh viện Mayo Clinic vào hồi tháng 8 do gặp vấn đề về đường ruột và mất nước nghiêm trọng tình trạng của cô đã chuyển biến nặng và qua đời 4 ngày sau đó. Nạn nhân từng làm dược sĩ tại Mayo Clinic. Theo cuộc điều tra, lịch sử tìm kiếm trên máy tính của Connor cho thấy, người đàn ông này đã nghiên cứu thuốc Cochicin trên mạng và tìm cách mua. Kết quả giám định y tế cũng xác định, Betty tử vong do tác động độc hại của colchicine. Cochicin chủ yếu được sử dụng để điều trị bệnh gout, Tuy nhiên, hồ sơ y tế của Betty chưa từng được kê đơn thuốc có colchicine và cô cũng không mắc chứng bệnh gạo. Ngoài ra, Đại học Kansas, nơi Connor làm nhà chuyên môn nghiên cứu chất độc từ xa, cũng đã nói với cảnh sát rằng anh ta không có lý do gì để nghiên cứu colchicine trong quá trình làm việc. Văn phòng công tố quận Olmsted cho biết, để được tại ngoại vô điều kiện, Connor phải trả 5 triệu đô la hoặc phải trả 2 triệu đô la để tại ngoại nhưng kèm với điều kiện. Tính đến chiều ngày 25 tháng 10, Conner vẫn chưa được tại ngoại. Các nhà điều tra cho hay, một người bạn của Brady đã khai với cảnh sát rằng trước khi đến bệnh viện, nạn nhân nói bắt đầu phát bệnh sau khi uống một ly sinh tố lớn. Trên thực tế thì gia đình của Brady gặp phải trục trặc hôn nhân và đang tính chuyện ly hôn. Một người quen với Conner đã nói rằng người này từng nhắc tới chuyện sẽ nhận được 500.000 đô la tiền bảo hiểm nhân thọ. Văn phòng giám định y tế cũng cho biết, Connor từng tìm cách quỷ bỏ việc khám nghiệm tử thi cho vợ và muốn quả tán ngay. Nhân chứng kể lại đêm kinh hoàng trong vụ xả súng khiến hàng chục người thương vong ở Maine. Khi nghe tiếng nổ tại khu vực chơi bowling ở thành phố Lewiston, Brandon nghĩ rằng đó là tiếng của bong bóng nổ mà không hay rằng một thảm kịch đang xảy ra. Tôi đứng quay lưng về phía cửa khi quay lại nhìn, nhận ra đó không phải là bong bóng phát nổ mà là âm thanh từ một người đàn ông đang cầm súng. Chính phát đạn vang lên sau đó. Brandon là khách chơi bowling tại Spare Time Recreation ở thành phố Lewiston, tiểu bang Maine, đã nhớ lại những gì diễn ra vào chiều tối của ngày 25 tháng 10. Brandon đã tháo chạy ngay khi thấy người đàn ông râu quay nón cầm theo một khẩu súng trường bán tự động. Anh bò dọc theo đường băng ném lin leo xuống, trốn bên dưới, trong khi tay súng tiếp tục tàn sát những người bên trong. Tại khu vực cho lin dành cho trẻ em, Riley Dumont đang trong con gái 11 tuổi, thì nghe có nhiều tiếng súng. Cha của cô vốn là cảnh sát về hưu, đưa con và cháu gái vào ẩn náo ở một góc. Tôi ôm lấy con gái nằm trên sàn, còn cha thì che chở cho chúng tôi. Tôi đã chứng kiến khoảng 3-4 người bị bắn ngay trước mắt. Dumont đã kể. Trung tâm bowling này cùng với nhà hàng Semenji ở Lewiston, tiểu bang Maine, là những địa điểm xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ từ tháng 8 năm 2019. Trên đường lái xe về nhà, Nicole Wyman Arrow và con gái chứng kiến hàng chục người lao ra khỏi Spare Recreation. Xe cảnh sát và xe cứu thương lao nhanh đến hiện trường. Cảnh sát đưa những người sống sót rời khỏi sân chơi bowling và trấn an họ. Thật đau đớn khi chứng kiến những nạn nhân dính đầy máu cũng có những đứa trẻ ở hiện trường, các gia đình đó chỉ đang cố gắng có một bữa tối quay quần với nhau. Con gái cô khi đó đã bật khóc khiến cho cô phải dỗ dành, đây là một thế giới đáng sợ, cô thuật lại lời của con gái. Tại nhà hàng Skomeji, cách sân bowling khoảng 4 mile là 6 cây số rưỡi về phía bắc, nhiều người đang tụ tập, chơi trò ném bắp thì nghe một vài tiếng nổ. Một nhân chứng cho hay, Ban đầu họ nghĩ rằng đó là một tiết mục của Halloween, nhưng khi nhận ra đây là một vụ xả súng họ đã la hét và bỏ chạy. Cathy Libo, người đồng sở hữu Skamangis, dẫn lại lời nhân viên cho biết, một người đàn ông bước vào và bắt đầu xả súng, mọi người đang vui vẻ cùng nhau. Đây đúng là một cơn ác mộng, cô đã nói. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử của tiểu bang Maine, Jason lovesky thị trưởng của Auburn, cách Lewiston khoảng 2 mai cho biết. Các nhân chứng của vụ xả súng thuộc mọi lứa tuổi, kể cả thanh thiếu niên, cộng đồng Auburn cũng lo lắng hoảng loạn. Chúng tôi luôn tập huấn cho các tình huống này nhưng không bao giờ có thể chuẩn bị hoàn hảo. Đây là tình huống tất cả đều phải chung tay kết hợp, ông đã nói. Nikan Kho là một huấn luyện viên vũ khí và là thành viên lực lượng dự bị lục quân Mỹ. Cảnh sát đã mô tả người này rất nguy hiểm khi bỏ trốn với khẩu súng trường bán tự động, đồng thời khuyến cáo những người dân không tự ý hành động nếu phát hiện anh ta. Theo một số nguồn tin, nghi phạm này mang theo khoảng 1.000 viên đạn khi tiến hành vụ xả súng ở hai địa điểm. Cảnh sát về bắt ngôi nhà, nghi ngờ nơi kẻ xả súng cư trú. Cảnh sát thét lên anh đang bị bao vây, hãy đưa tay lên trời. Tại nơi cư trú được nghi ngờ có liên quan đến Robert Carr. Các nhân viên thực thi pháp luật hét qua tiếng còi báo động. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh, hãy đi tới phía trước xe tải mà không có gì trong tay. Chúng tôi muốn làm điều này một cách an toàn cho anh và những người khác. Những nhân viên thực thi pháp luật có thể nghe thấy tiếng la hét. Cảnh sát của Tiểu Bang Maine đã đăng một bài trên Facebook ngay sau đó và nói rằng họ không biết thật sự Cora có ở trong ngôi nhà hay không. Các tổ chức thực thi pháp luật hiện đang có mặt trên đường Meadows thuộc thị trấn Bowdon để thực hiện một số lệnh khám xét. Thông báo được nghe qua loa phóng thanh là thông báo về lệnh khám xét để thực hiện bảo đảm an toàn cho tất cả những người xung quanh có liên quan. Một chiếc trực thăng của cảnh sát cũng bay vòng vòng ở đó, các sĩ quan trước đó đã rời khỏi khu vực trước khi quay trở lại một thời gian ngắn sau đó. Thông báo được nghe qua loa phóng thanh là thông báo khám xét, tiêu chuẩn khi thực hiện lệnh khám xét nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả những người liên quan. Hiện chưa rõ liệu Robert Carr có trong bất cứ ngôi nhà nào mà Cục Thực thi Pháp luật sẽ khám xét hay không. Các quan chức thực thi pháp luật chỉ đơn giản là thực hiện thẩm định bằng cách theo dõi mọi đầu mối trong cố gắng xác định vị trí và bắt giữ Carr, cảnh sát tiểu bang Maine đã viết. Các đặc vụ biên phòng Hoa Kỳ từ một đơn vị chiến thuật tinh nhuệ có tên là Border đã tham gia cuộc truy lùng Robert Carr đang diễn ra. Theo một nguồn tin cao cấp của quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, các đặc vụ Bordak đã đến vào ngày thứ Năm và đang có mặt tại hiện trường để giúp cho cuộc truy lùng. Gần đây, đơn vị chiến thuật tinh nhuệ đã thực hiện thành công một số vụ án cao cấp. Vào hồi tháng 9, Bordak đã giúp theo dõi và tìm ra Danielo Covacante, một kẻ giết người bị kết án đã đến Mỹ bất hợp pháp, trong khi bị tình nghi thực hiện một vụ giết người khác ở quê nhà Brazil. Bordak cũng đã tìm thấy và bắt giữ kẻ xả súng hàng loạt ở Cleveland, Texas, Francisco Oropiza vào hồi tháng 5. Và tháng 5, đơn vị chiến thuật này cũng đã đột nhập và giết chết Salvador Ramos, kẻ đã sát hại 19 trẻ em và hai giáo viên tại trường tiểu học Rob ở Uvalde. Cuộc tri lùng vẫn còn tiếp diễn tính đến rạng sáng của ngày thứ Sáu. Trả tiền bằng 3 tấn tiền xu chở đến công ty đã bị thẩm phán chỉ trích là ác ý và là thái độ xấu. Tờ Business Insider ngày 26 tháng 10 đưa tin JMF Enterprises, một công ty chuyên về hàng ở tiểu bang Colorado, đã bị thẩm phán chỉ trích vì hành động ác ý và thái độ xấu khi trả 23.500 đô la bằng tiền xu. Trong phán quyết vào hồi đầu tuần, ông Joseph Finley, thẩm phán quận Larimer, Colorado, đã không tán thành về cách trả tiền của JMF Enterprises dưới hình thức chở một xe tải đầy tiền xu. Theo ông hành động này nhằm mục đích gây khó chịu và phá hoại, người nhận tiền thông qua kiểu trả công kền và tốn kém. Ông Finley ra lệnh cho JMF và chủ sở hữu là ông John Frank phải trả cho nhà thầu phụ có trụ sở tại Colorado theo cách thuận tiện hơn, chẳng hạn như ký check hoặc là money order. Ông cũng yêu cầu JMF chi trả chi phí và phí luật sư thay cho bên công ty Fire Up Fabrication tranh chấp đã phát sinh sau khi JMF thuê Fire Up Fabrication làm việc tại một tòa nhà, theo đài CBS News. Không rõ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, tuy nhiên nhà thầu phụ sau đó đã đệ đơn kiện dân sự cho rằng JMF đã không chi trả đầy đủ cho công nhân. Hai công ty sau đó đã tiến hành hòa giải để giải quyết tranh chấp vào tháng 7 và JMF đã đồng ý trả 23.500 đô la cho Fire Up Fabrication thỏa thuận của họ không nêu rõ việc chi trả sẽ được thực hiện như thế nào. Vào tháng 8, JMF đã thuê một xe tải chở đầy tiền xu đến trụ sở Fire Up Fabrication dưới dạng đồng 25 cent. Tổng khối lượng ước tính của đóng tiền này là nặng khoảng 3 tấn. Ông Daniel Beam, đại diện pháp lý của Fire Up Fabrication, nói với CBS rằng ngay cả khi tôi muốn lấy số tiền xu này, tôi cũng không có cách nào làm được. Thang máy trong tòa nhà văn phòng của ông Beam toạ lạc có sức chứa trừ đến 1,5 tấn. Trước vụ xả súng ở Lewiston, tiểu bang Maine đã thông qua luật nhằm ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt. Chỉ 4 năm trước vụ xả súng chết người của một tay súng ở Maine, một tiểu bang hết sức bảo vệ quyền sử dụng súng, thống đốc đã ký một đạo luật nhằm ngăn chặn một vụ xả súng hàng loạt như vụ xảy ra vào tối ngày thứ tư vừa qua. Nó được gọi là luật cờ vàng khác với luật cờ đỏ được áp dụng ở các tiểu bang khác nhằm tịch thu những vũ khí từ những người sở hữu súng được coi là mối đe dọa. Để thể hiện tư tưởng ủng hộ tu chính án thứ hai ở Maine, một nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng đã giúp soạn thảo luật và các nhà phê bình nói rằng mặc dù đây là bước đầu tiên hướng đến các biện pháp an toàn súng đạn mạnh mẽ hơn, nhưng tiểu bang có thể cứu được nhiều mạng sống hơn bằng cách làm nhiều hơn, giống như thông qua luật cờ đỏ luật cờ vàng và các biện pháp cho phép sử dụng súng ở men đang được giám sát chặt chẽ hơn sau vụ thảm sát mà chính quyền cho biết được thực hiện bởi một người đàn ông đã được đưa vào trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trong hai tuần vào mùa hè vừa qua và đã báo cáo rằng ông ta đã nghe giọng nói và đe dọa bắn phá một căn cứ quân sự không rõ liệu có ai đã sử dụng luật cờ vàng trong trường hợp của nghi phạm này hay không, nhưng những người ủng hộ việc kiểm soát súng vào hôm thứ Năm đã đổ lỗi vụ giết người cho cái gọi là luật súng yếu kém của men. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Larry Elder bỏ cuộc dành sự ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Larry Elder thông báo dừng chạy đua vào tòa Bạch Ốc và ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024. Sau khi suy nghĩ và tham vấn kỹ với đội ngũ tranh cử, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là dừng chiến dịch của mình. Larry Elder, 71 tuổi, một trong những ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã ra thông báo vào ngày 26 tháng 10. Tôi tuyên bố dành sự ủng hộ của mình để cựu tổng thống Trump có thể trở thành tổng thống Mỹ. Ông Elder là một phát thanh viên bảo thủ, tuyên bố tranh cử hồi tháng 4. Chiến dịch của ông hướng tới các vấn đề như bảo đảm an ninh biên giới, hạn chế chi tiêu liên bang. Tuy nhiên, ông không nhận được nhiều sự ủng hộ, không đủ tiêu chuẩn tham gia hai cuộc tranh luận nội bộ của đảng Cộng hòa hồi tháng 8 và 9. Ông Elder là ứng cư viên thứ tư của đảng Cộng hòa bỏ cuộc sau thị trưởng thành phố Miami Francis Suret, cựu nghệ sĩ Texas Will Hurt và thương gia Perry Johnson Ông Johnson cũng ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, còn ông Hurt thì ủng hộ bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. SeaWorld San Diego thông báo bỏ phiếu công khai về việc đặt tên cho chú chim cánh cục hoàng đế quý hiếm của mình. Công chúng có thể giúp SeaWorld San Diego đặt tên cho chú chim cánh cục hoàng đế, chú chim cánh cục đầu tiên nở tại công viên trong hơn một thập niên. Hãng đã nói với Fox News rằng vì việc nở một chú chim cánh cục hoàng đế con là một việc rất quan trọng đối với cả loài và với công viên. SeaWorld đang kêu gọi công chúng giúp đỡ cư dân mới nhất của Penguin Encounter, được lấy tên của cô ấy. SeaWorld San Diego thông báo vào ngày thứ Tư ngày 25 tháng 10 rằng chú Penguin chưa được đặt tên là con gái được sinh ra vào ngày 12 tháng 9. Cô là chú chim cánh cục hoàng đế đầu tiên được sinh ra tại SeaWorld San Diego kể từ năm 2010. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, kiệt sức. Chúng tôi đã ở đây 24 tiếng một ngày trong tháng vừa qua, nhưng đây là điều thú vị nhất mà chúng tôi sẽ làm trong cả năm, có thể là cả thập niên. Siwa cho biết ba lựa chọn cho tên của chú chim cánh cục là Pearl, Pandora và Astrid. Mỗi lựa chọn đều có một ý nghĩa đặc biệt với chú chim cánh cục này. Khi đến thời điểm nở trứng, người ta phát hiện chú chim cánh cục có mỏ dị dạng và không thể tự mở được. Sau 3 ngày công phu, các công nhân tại SeaWorld đã áp được chú chim cánh cục con. Sau đó, chú phải được theo dõi liên tục trong khoảng một tháng vì có các biến chứng liên quan đến quá trình nở. Cuộc thăm dò cho biết, tên Pearl của SeaWorld San Diego có nghĩa là quý giá và là biểu tượng của một thứ gì đó được hình thành trong thời kỳ khó khăn. Pandora là đề cập đến huyền thoại Hy Lạp về chiếc hộp Pandora được mở ra không khác gì việc làm vỡ vỏ trứng của cô ấy. Trong khi đó, Astrid được lấy cảm hứng từ bờ biển công chúa Astrid ở Nam Cực, môi trường sống tự nhiên của chim cánh cục hoàng đế. Cuộc thăm dò bắt đầu từ thứ Tư ngày 25 tháng 10 và kết thúc vào ngày thứ Ba ngày 31 tháng 10 vào lúc 11 giờ 59 phút tối. Tên của chú chim cánh cụt sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 11. Quý vị có thể bỏ phiếu bầu của chú chim cánh cụt với tên của chú chim ở đây. Chuyến công du Hoa Kỳ gây chú ý của Ngoại trưởng Trung Quốc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên đường đến Mỹ như một phần của cố gắng hàng gắn mối bàn giao đang căng thẳng trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng địa chính trị thế giới ngày càng gia tăng. Các quan chức cho biết, ông Vương Nghị sẽ đến Washington từ ngày 26 đến 28 tháng 10. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc hội đàm với người đồng cấp Anthony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan. Hiện cũng có một số thông tin về việc ông Vương Nghị sẽ gặp Tổng thống Joe Biden. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói với AP rằng các cuộc hội đàm của ông Vương Nghị tại Washington cũng đề cập đến một loạt các vấn đề, bao gồm cả xung đột Nga và Ukraine, giao tranh Israel và Hamas. Tổng thống Joe Biden nói rằng sẽ nói chuyện với ông Vương Nghị khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến thăm Tòa Bạch Ốc. Theo hãng tin Reuters, đây là những thông tin được hai quan chức Mỹ tiết lộ. Một quan chức cho biết, theo kế hoạch, ông Vương Nghị sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan tại Tòa Bạch Ốc. Vào sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10, cùng thời điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Joe Biden. Các nhà phê bình đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã cho phép Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đến thăm Liên Hiệp Quốc, máu của người Mỹ trên tay của ông ấy. Mỹ cho phép Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến thành phố New York trong tuần này để phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, khiến cho những người chỉ trích phẫn nộ, cho rằng chính quyền của Tổng thống Biden lẽ ra không bao giờ nên cho phép người này vào quốc gia của chúng ta. Thượng nghị sĩ Joni Ernst thuộc Đảng Cộng hòa Iowa đã viết, những kẻ khủng bố được Iran hậu thuẫn đã tấn công các quân nhân của chúng tôi và hiện đang bắt giữ người Mỹ làm câu tin. Nhưng chính quyền Biden đã cấp thị thực cho một quan chức hàng đầu của Iran chào đón chế độ này đến đất Mỹ với vòng tay rộng mở. Cô đã viết trên nền tảng truyền thông X, sự xoa dịu phải chấm dứt, cô nói thêm. Fox News được biết rằng Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirab Doblahian sẽ đến New York sớm nhất là vào thứ Hai để dự một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã hỏi Bộ Ngoại giao tại sao ông được phép vào. Mặc dù không tham dự cuộc họp đó, nhưng ông đã đến vào đêm qua. Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo thuộc sở hữu nhà nước của Iran đã phát sóng video về Bộ trưởng tại khách sạn Millennium Hilton đối diện với Liên Hiệp Quốc. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao nói với Fox News Digital rằng, với tư cách là quốc gia chủ nhà của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ thường có nghĩa vụ theo thỏa thuận về trụ sở Liên Hiệp Quốc để cấp thị thực cho đại diện các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đi đến khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn nói thêm, Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình với tư cách là quốc gia chủ nhà của Liên Hiệp Quốc theo thỏa thuận về trụ sở Liên Hiệp Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng hồ sơ thị thực được bảo mật theo luật pháp của Hoa Kỳ. Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức phi lợi nhuận United Again Nuclear Iran, là học giả không thường trú tại Viện Trung Đông, đã viết trên X rằng Amira Dolahian tài dính máu người Mỹ và chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì đã cấp phép cho anh ta Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực cho người tiền nhiệm Javad Zarif vào năm 2020, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không cần phải cấp thị thực cho một quan chức đến thăm vì các mối lo ngại về an ninh khủng bố và các chính sách đối ngoại. Roski đã viết đã có nhiều tiền lệ cho việc này và lẽ ra nó phải được thực hiện trong trường hợp này một sự phẫn nộ. Các mối đe dọa cho binh sĩ gia tăng, quân đội Hoa Kỳ mở rộng giám sát Trung Đông quân đội hoa kỳ đang thực hiện các bước mới để bảo vệ binh sĩ của mình ở trung đông giữa các lo ngại gia tăng về các cuộc tấn công của các nhóm được iran hậu thuẫn và cũng chuẩn bị cho việc di tản những gia đình quân nhân nếu cần các quan chức đã nói với reuters những biện pháp này bao gồm gia tăng tuần tra quân sự của hoa kỳ hạn chế quyền đến gần những căn cứ quân sự và thu thập thông tin tình báo bao gồm cả thông qua phi cơ không người lái và các hoạt động giám sát khác các quan chức cho biết các quan chức nói rằng quân đội Hoa Kỳ cũng đang gia tăng giám sát từ các tháp canh tại các trung tâm quân sự của Hoa Kỳ, gia tăng việc an ninh tại các căn cứ và gia tăng các hoạt động để chống lại phi cơ không người lái, rocket và phi đạn có thể bay đến. Đại tướng Michael Eric Corilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố với Reuters, với sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công và cố gắng tấn công vào các địa điểm quân sự của Hoa Kỳ, Việc liên tục xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng của chúng ta là rất quan trọng. Ông cho biết sẽ khai triển thêm tài sản quân sự của Mỹ tới khu vực trong những ngày gần đây đã ngăn ngừa nghiêm trọng hơn cho lực lượng của chúng ta trên chiến trường. Lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq và Syria đã nhiều lần trở thành mục tiêu kể từ khi xung đột Israel và Gaza bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Cho đến nay thì các cuộc tấn công đã gây thương tích nhẹ cho 4 quân nhân Hoa Kỳ và 5 nhân viên hợp đồng quân sự Hoa Kỳ tất cả đều đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Trung Quốc đưa phi hành đoàn trẻ chưa từng có vào vũ trụ. Ngày 26 tháng 10, tàu vũ trụ Thần Châu 17 của Trung Quốc đã được phóng đi từ bãi phóng Tử Tuyền, đưa phi hành đoàn có độ tuổi trung bình thấp nhất từ trước tới nay bay vào vũ trụ. tờ China Daily cho biết độ tuổi trung bình của các phi hành gia lần này là 38, thấp hơn 4 tuổi so với nhóm phi hành gia của tàu Thần Châu 16. Theo Trung tâm Vũ trụ, có người lái của Trung Quốc, tuổi trung bình của ba phi hành gia lần này là trẻ nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ. Trung Quốc đang theo đuổi kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng trước khi thập niên hiện nay kết thúc. Bắc Kinh đặt ra mục tiêu này trong bối cảnh họ đang cạnh tranh với Hoa Kỳ nhằm đạt được những dấu mốc mới trong vũ trụ. Ba phi hành gia Tang Hongbo, 48 tuổi, Tang Shenji và Chen Xingling, đều trong độ tuổi 30, sẽ ở trên trạm vũ trụ Thiên Cung trong vòng 6 tháng. Chỉ huy phi hành đoàn Tang Hongbo từng tham gia sứ mệnh vào vũ trụ vào năm 2021. Thiên Cung là tài sản quý báo nhất của chương trình vũ trụ của Trung Quốc, liên tục được các đội phi hành gia, gồm 3 người, luân phiên vận hành. Triều Tiên cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza, gọi Hoa Kỳ là đồng phạm truyền thông Triều Tiên cáo buộc Israel chịu trách nhiệm về vụ nổ gần đây của Bệnh viện Bafsik al-Ali ở giải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói với hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên, điều không nên bỏ qua là hành động tội ác như vậy của Israel được thực hiện một cách công khai dưới sự bảo trợ không che giấu của Mỹ. Người phát ngôn Triều Tiên nói tiếp rằng, ngay sau vụ Israel ném bom bệnh viện, Mỹ đã che đậy tội ác đó, đưa ra lời ngụy biện vô lý rằng sự việc dường như được thực hiện bởi các lực lượng khác chứ không phải Israel. Điều này cho thấy Mỹ là đồng phạm đã thông đồng và thúc đẩy nạn diệt chủng ở Israel. Hamas tuyên bố Israel đứng sau vụ nổ vào ngày 17 tháng 10, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, nhưng nguồn gốc của quả tiễn vẫn còn bị tranh cãi. Tổng thống Joe Biden khẳng định mạng lưới tình báo tin rằng vụ nổ là do chính các chiến binh Gaza gây ra. Nga khoe đã thao dược dội bom nguyên tử, mức độ lớn chưa từng có. Hoa Kỳ công bố gói giúp đỡ an ninh trị giá 150 triệu đô la cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10 công bố gói giúp đỡ về an ninh trị giá 150 triệu đô la dành cho Ukraine. Tuyên bố của Ngũ Giác Đài cho biết, gói giúp đỡ mới nhất này bao gồm có thêm đạn cho các hệ thống hỏa tiễn, đất đối không, tân tiến, hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger và đạn dược cho các hệ thống rocket, pháo binh cơ động HIMARS. Viện trợ này còn bao gồm hệ thống hỏa tiễn chống xe tăng Harvelin, hơn 2 triệu viên đạn cho các loại vũ khí hạng nhẹ và những thiết bị chống thời tiết giá lạnh. Điện Kremlin vừa loan báo, Nga vừa thử khả năng thực hiện một cuộc dội bom nguyên tử, mức độ lớn chưa từng có. Đài BBC đưa tin vào hôm thứ Tư 25 tháng 10, Cuộc thao diễn quân sự bao gồm hoạt động trả đũa, cuộc tấn công bằng bơm nguyên tử của quân địch. Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đài truyền hình quốc gia cho thấy vị bộ trưởng đang tường trình cuộc tập trận thả bơm nguyên tử của quân đội Nga cho Tổng thống Vladimir Putin. Một bản tuyên bố của Điện Kremlin còn cho hay một cuộc phóng đi các quả tiễn đạn đạo và quả tiễn hành trình mang đầu đạn nguyên tử cũng đã được thực hiện. Chưa hết, ông Putin còn tiết lộ rằng Nga hồi đầu tháng này đã thực hiện một cuộc thí nghiệm sau cùng hết sức thành công, một quả tiễn đạn đạo vận hành bằng năng lượng nguyên tử. Đe dọa đánh bom ở phi trường Euro Airport ở Basel, Thụy Sĩ Phi trường Paso-Muholz hay còn được biết đến với tên gọi là Euro Airport đã tiến hành hoạt động di tản trong ngày 26 tháng 10 sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom. Đây là vụ việc thứ tư trong 7 ngày qua, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không của phi trường này. Ban quản lý phi trường Euro Airport ở thành phố Paso của Thụy Sĩ thông báo, việc điều tra cho thấy các lời đe dọa là không có thật. Cùng với phi trường Euro Airport, các phi trường ở Pháp cũng đã trở thành mục tiêu bị đe dọa đánh bơm trong những ngày qua. Theo Bộ trưởng Giao thông Pháp Clement Bon, những lời đe dọa đánh bơm nhắm vào các phi trường ở Pháp được đưa ra trong hàng loạt email có địa chỉ ở Thụy Sĩ. Qatar tuyên bố tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ Ấn Độ nói tòa của Qatar tuyên án tử hình 8 cựu sĩ quan hải quân của Ấn Độ bị bắt hồi năm ngoái, dường như với cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Chúng tôi nhận được tin tức ban đầu rằng tòa án sơ thẩm Kota hôm nay đã ra phán quyết trong vụ án liên quan đến 8 nhân viên Ấn Độ của công ty al -Tara. Chúng tôi vô cùng tức tối trước bản án tử hình được đưa ra. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 26 tháng 10 ra tuyên bố cho hay. Tám người này từng là sĩ quan hải quân Ấn Độ, trước khi chuyển qua làm trong lĩnh vực dân sự. Chính phủ Ấn Độ đang liên lạc với gia đình của 8 người và cũng như nhóm pháp lý sẽ xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý tốt nhất. Chúng tôi rất xem trọng trường hợp này và đã theo dõi chặt chẽ, mở rộng mọi sự giúp đỡ về lãnh sự và pháp lý. Chúng tôi cũng sẽ đưa phán quyết này với chính quyền Qatar, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thêm. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay, do tính chất bí mật của quá trình tố tụng, họ sẽ không đưa thêm bất cứ bình luận nào, nhưng khẳng định sẽ kháng cáo. Tin Việt Nam, hãng hàng không Vietjet cầu cứu chính quyền vụ bị tịch thu 4 phi cơ. Tờ báo trong nước ngày 26 tháng 10 đột ngột gỡ bản tin 4 phi cơ bất ngờ vướng tranh chấp. Vietjet đề nghị được bảo vệ pháp lý sau vài tiếng đăng tải. Theo bản tin, hãng hàng không Vietjet cầu cứu nhà chức trách đề nghị được giúp đỡ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ tranh chấp thương mại có nhiều dấu hiệu không minh bạch của một quỹ ở ngoại quốc. Hành động này liên quan đến vụ tranh chấp về quyền thu hồi bốn phi cơ của Vietjet tại Hà Nội do hãng này bị cáo buộc có vi phạm trong việc trả tiền thuê phi cơ. Liên quan sự việc, hãng Tin Reuters hồi đầu tháng 4 cho hay, nhóm làm việc hàng không AWG là một tổ chức có trụ sở tại Anh, chuyên giám sát luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất phi cơ và bên cho thuê xác nhận, họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án ở Hà Nội ngăn chặn việc tịch thu phi cơ của Vietjet Air. Theo một hiệp ước được gọi là công ước Cape Town CTC mà Việt Nam là thành viên các hãng hàng không được ưu đãi về lãi suất tài chính hay giảm giá trực tiếp khi quốc gia của họ tham gia vào công ước này, giúp bên cho thuê dễ dàng thu hồi phi cơ hơn trong trường hợp chậm trả tiền. Công ước cho phép huy cơ bị hủy ghi danh hoặc xóa khỏi sổ ghi danh phi cơ của nước sở tại trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ bên cho thuê và được đưa vào ghi danh quốc tế cho phép chủ sở hữu đem phi cơ đi, AWG cho biết. Bên cho thuê dấu tên đã đưa ra yêu cầu này từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1, được lệnh của tòa án Anh giúp đỡ, nơi tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng cho Vietjet Air thuê phi cơ. Thoạt đầu thì trung tâm quản lý của Việt Nam đã đồng ý hủy ghi danh 4 chiếc phi cơ của Vietjet Air, nhưng vào tháng 2, một tòa án Hà Nội đã hủy bỏ quyết định sau một vụ kiện từ một trong những cổ đông của hãng hàng không này. AWG cho biết yêu cầu của bên cho thuê và phán quyết của tòa án Hà Nội là những diễn biến quan trọng liên quan đến việc tuân thủ CTC tại Việt Nam. Được biết, Vietjet Air hiện đang có các phi cơ phản lực của Airbus và đã đặt hàng tổng cộng 186 phi cơ phản lực từ tập đoàn của châu Âu, bao gồm 114 mẫu A320NEO vẫn chưa được giao. Hãng hàng không Vietjet Air cũng đã đặt hàng 200 chiếc Boeing 737 Max nhưng vẫn chưa được giao chiếc nào. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc. Tôi tên là Đoàn Văn Phong, muốn tìm anh Nguyễn Đình Dũng ở bên Phi vào năm 1988, vùng 5, cycle number 128 và đã định cư đến Mỹ vào năm 1989. Anh có nghe tin hoặc ai có biết tin, xin hãy liên lạc cho Phong qua số điện thoại 515 953 9398 hoặc địa chỉ email p.doan95.yahoo.com. Anh Phong xin cảm ơn Loan và Lộc rất nhiều. Bà Lộc xin được nhắc lại, anh Phong muốn tìm anh Nguyễn Đình Dũng ở bên Phi vào năm 1988, vùng 5, cycle số 128 và định cư đến Mỹ năm 1989. Anh hoặc là ai biết xin liên lạc với lại Phong số điện thoại là 515 953 9398 hoặc email p doan 95@yahoo.com. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị muốn tìm người thân, xin hãy gửi email cho Lộc và Loan qua email Hồng Loan Bảo Lộc com Rồi ngày hôm nay, wow, ngày hôm nay dù Lộc mặc đồ Halloween rồi. Hôm mới hoa... sáng mới sáng sớm bắt đầu mặc đồ lính rồi. Hôm qua <laughs> nói là đồ công chúa bằng tử dữ lắm, <laughs> cuối cùng bằng đồ cảnh sát. Kiếm không ra, Giấu kỹ quá Loan giấu kỹ Để đồ nhiều quá đi Thú thật chứ quý vị thì đồ của Loan để là không biết đâu mà kiếm luôn Nên kiếm được bộ nào mặc Được bộ đó là mừng rồi <laughs> Tự nhiên bán đứng người ta vậy Nhưng mà chiều nay phải mặc đồ công chúa hoàng tử nha Nếu... Hát live stream bận công chúa hoàng tử hả Trời đất ơi gì bơ lọc Kỳ lắm Kỳ không? không mặc đồ lính cũng được vậy hả? Mặc đồ lính như luôn đi Mặc lại bộ đồ đấy hả Đâu sao đâu <laughs> rồi chiều ngày hôm nay quý vị nhớ đón xem lộc và loan hát live stream nha quý vị và quý vị cứ yêu cầu những bài hát về tình yêu những bài hát lãng mạn của mùa thu lộc và loan sẽ cố gắng gửi đến quý vị rồi ngày hôm nay long muốn làm gì đây kể chuyện ma ghê 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 ngày hôm nay kêu lộc kể chuyện ma nha wow dữ <laughs> quá không sợ ma hả lộc đừng dội tắt máy vì chuyện ma của bảo lộc không hề sợ <laughs> sợ không cho một thêm âm thanh vô cho nó quyền bỉ nha đó. trong một đêm mưa gió thanh vắng hai mẹ con đang còn thức vì đứa bé phải học bài bỗng nhiên nó kêu lên mẹ ơi con nhìn thấy con ma người mẹ bình thản nói không đâu con ơi đừng có sợ một lát sau đứa bé lại la lên mẹ ơi con nhìn thấy con ma thiệt đó mẹ nó đang bay ngoài cửa sổ kìa người mẹ vẫn bình tĩnh nói không có ma đâu con con học bài đi Lần này thì đứa bé lại la lớn hơn nữa Má Con nhìn thấy con ma thiệt đó Người mẹ Quay qua nhìn con một cách triều mến Và nói Ủa chứ nãy giờ con nghĩ cô là mẹ con sao <laughs> Ngồi cái bên mà chỉ đâu ngoài kia <laughs> Khuya mà tối mà Nhìn cửa sổ đóng như người sao lưng à. Chứ nãy giờ con nghĩ cô là mẹ của con sao? Chứ nãy giờ Bảo Lộc nghĩ ai đang ngồi kế Bảo Lộc vậy? Lộc chỉ thấy cái cái pumpkin nó chấp chấp đẹp đó chứ Lộc. <laughs> nãy giờ cái cái pumpkin nó chấp chấp đèn mà không biết có cái mặt nào đưa ra không? Ghê quá thôi thôi. <laughs> Này, chuyện nó hơi vui vui thôi nha quý vị. Chuyện vui chứ không phải chuyện ma đâu. <laughs> <laughs> ok ngày hôm nay lộc lan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chiều nay lúc 6 giờ chiều giờ california